vậy? Ví dụ gì đấy? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy em? Em tặng chị hả? Trời ơi, tôi bự vậy mà tôi xách không nổi mà làm cái gọn hơi vậy trời. Là sao vậy em? Em tự giới thiệu chị làm chị sốc quá. Mời em ngồi. Dạ. Sao sao vụ gì đây? Dạ, cái này sở trường của em. Sở trường của em là khiêng bao hả? Không, dạ không phải khiêng bao. À là coi như là xô sức mạnh đó hả? Dạ. Trời ơi. Dạ. Là bây giờ chị nói cái gì em không vừa ý là coi như là em quay qua em đưa một cái là chị đi luôn á hả? Đó rồi. Hợp quá. Sự em... xuất hiện của nó hơi ấn tượng đó không ấn tượng. Ấn tượng quá anh ơi. Thủy 22 tuổi, bây giờ em trả lời cho chị biết là chị tò mò quá. Tại sao em đến với chương trình cặp đôi hẹn hò, em ginh nguyên cái bao gạo lên sân khấu để làm cái gì? Dạ, tại em muốn thử sức mạnh với cái bạn nam. Trời đất ơi, thử sức mạnh với bạn nam bên kia là thử sao? Dạ, tại vì tiêu chuẩn hẹn hò của em thì bạn nam phải khinh bao gạo hơn em mới được. À, bên đó có sức khỏe không anh Linh? Linh nhìn tướng tá đâu sao anh Linh? Không biết bao gạo nhỏ lớn tôi không biết, nhưng mà nếu nhỏ sách nổi bự. Nói chung là cái bao gạo lớn hay nhỏ không biết, mà các tường không xê dịch nổi. Nhưng mà em ơi, bây giờ chỉ cần là bạn trai là sách nổi bao gạo này là coi như ok luôn, đồng ý luôn đó hả? À, xin mời màn hãy kéo xuống. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Rất là dễ thương, mời em ngồi. Chào em. Dạ, em tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Tường Vi. Tường Vi. Dạ. Tường Vi năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ em 24 tuổi ạ. Trời 24 tuổi mà nhí dữ vậy nè. Trời ơi, nè Tường Vi 24 tuổi vậy là đang đi làm rồi phải không? Làm dạ, gì? Đúng rồi. Em làm nhân viên văn phòng. Rồi, như đó thông tin bên đây cũng đã hiểu rồi. Để chờ chàng trai ra xem bạn sẽ nghe những gì từ bạn gái nha. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, mời bạn ơi. Bên kia là một cô gái hình như là hơi nhỏ nhắn, 24 tuổi, nhân viên văn phòng, tên là Tường Vi. Còn bạn tên là gì? À, em tên là Phan Đặng Vũ Thi. Phan Đặng Vũ Thi? Dạ. Bao nhiêu tuổi? À, em sinh năm 1990. 90? 23 tuổi. Ủa sao tên giống tên con gái vậy anh Linh? Dạ, ý dài chị ơi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang làm giám định viên tại công ty Vinacontrol. Giám định viên? Là giám định về cái gì bạn? Dạ, em giám định về mặt hàng hóa chất, xăng dầu. Hóa chất và xăng dầu. Yeah. Có giám định về con người không? Cái đó thì tùy. À, ngoài những công việc của em, năng lực của em thì chị em giới thiệu chị đã hiểu rồi. Ngoài ra em có còn một cái khả năng nào khác nữa không? Ờ, dạ, tại vì em quê ở Cà Mau á. Cà Mau. Dạ, thì ở dưới hay hát đờn ca tài tử rồi cái lương. À, rồi chị biết. Thì có thể hát theo được. Hát cái lương được luôn hả? Trời ơi, có thể hát một câu không? Hát một câu tặng bạn trai bên kia liền. Ờ, dạ, em xin tặng bài hát, một câu hát của trong bài Tân Cổ, giao duyên của bài Lá Trầu Xanh đó. Lá Trầu Xanh. Không vô cái lương á, vô vòng cổ á. Anh hỏi em khi nào chúng mình nên duyên nên nở, thì một lá trầu xanh cũng nên vỡ nên chồng. Thôi bạn trai bên kia có thích nghe cải lương không? Bên đây thích nghe cải lương không? Má bà ca cải lương miết ở nhà. Giờ giá cô này ca nữa chết lắm. Nhưng tôi hỏi thật sự là bạn thích cải lương không? Không thích cải lương hả? Bạn thấy bạn nữ kia hát cải lương được không? Hay. Hay hả? Ừ. Không thích mà sao hay. Rồi vậy thì nãy giờ em nghe bạn nam bên kia giới thiệu về mình rồi đó. Thì bây giờ em có thể, Tường Vi có thể cho chị biết là em đi làm rồi, cũng đã 24 tuổi rồi đúng không? Chị nhìn em bóc dáng rất là năng động, rất là tràn đầy sức sống, nhựa sống. Vậy thì lý do gì em không thể tự tìm được cho mình một người bạn mà em phải đến nhờ chương trình để mai mối giùm cho em? Dạ tại vì á, em cũng đi làm nè, rồi đi học buổi tối nữa. Nó cũng có thời gian nó bận rộn á. Với lại em là người sống hơi vô tâm, tức là khi mà em đi xem bói á, thì thầy bói nói em là không thể tự mình tìm kiếm tình yêu được, phải nhờ đến mai mối đến được với nhau vậy. Có nghĩa là bây giờ em đặt cái điều đó lên là chị Cát Tường và anh Huyền Linh đúng không nè? Rồi em à, vậy thầy bói có diễn tả cái nhân dạng của người bạn trai tương lai của em không? Dạ không có nói, nhưng mà em bóc lên lá bài là 4 số 9. Rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ trong đầu em nghĩ, em tưởng tượng, em hình dung về người bạn trai của mình như thế nào? Trước tiên là về vóc dáng. Cao hơn em. Cao hơn em. Dạ. Em muốn cao khoảng bao nhiêu nè? 1m68 trở lên là được. 1m68 trở lên. Hơi cao đó nha em. Còn ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không nè?
Dạ đối với em á là tại vì em là người sống đó, sống bản năng, tức là thích cái gì thì làm cái đó thôi. Cho nên là chàng trai của em chỉ cần làm cho trái tim em rung động là được rồi, chứ không có cái tiêu chuẩn gì hết. Trời ơi, dễ thương chưa? Chỉ cần bạn trai làm cho trái tim em rung động thôi chứ em không có tiêu chuẩn gì hết. Rồi, chị đồng ý với em là tình yêu mình không thể nói được những cái tiêu chuẩn gì. Mình gặp mà thấy tim mình rung động là được, đúng không em? Nhưng rồi, mà bạn trai cảm nghĩ thế nào khi những cái tiêu chí mà bạn gái đưa ra? Tim em rung trước rồi. Rung trước rồi. Bạn nghĩ rằng bạn gái bên kia nói rằng là tôi là người sống theo gọi là bản năng, tức là thích gì làm đó. Vậy thì sao? Chắc là phải cố gắng chiều. Bạn hay chiều? Em thì quen sống với mẹ, chiều mẹ được, chắc chiều người yêu được. Chiều mẹ khác, chiều người yêu khác chứ tại sao lại như vậy? Luyện tập. Luyện tập. Bạn có sống bản năng không? Thỉnh thoảng cũng có. Thỉnh thoảng? Hai người sống bản năng mà nay lấy sống. Tiêu chí của bạn về người bạn gái là như thế nào? Độc lập, mạnh mẽ và có thể tự lo cho mình được. Ủa vậy chứ bạn không lo cho ta hả? Lo ít ít thôi. Trời ơi, lo ít là sao được? Bên đó có lo được bên này chút xíu nào không? Này em Vi nè, thì đó là những cái mà bạn mình nghĩ là mình không cần có một cái khuôn mẫu nào hết, đúng không? Nhưng mà ít nhất bạn cũng phải có những cái điều tối kỵ của mình chứ. Bạn không thích người bạn trai của mình điều gì? Em không thích bạn trai của em đó là hay tính toán. Đó, nãy giờ chị thấy bên kia là tính toán rồi đó. Chưa gì mà tính là lo ít hay lo nhiều là thấy là không được rồi đó. Còn gì nữa không em? Em không thích người bạn trai, nó hơi ủy mị quá. Ủy mị quá là suốt ngày nghe lời mẹ cũng ủy mị luôn đó. Bây giờ bạn thấy bạn gái bên kia nói chuyện thế nào? Rất dễ thương, nghe giọng gì rất dễ thương. Rất dễ thương? Dạ. Rồi chúng ta chờ xem. Để coi coi dễ thương cỡ nào nha. Để coi có đủ tiêu chuẩn không nha. Mập ốm thì dễ nói không? Rất dễ thương. Cười duyên sao mà duyên à? Cười tươi dễ sao luôn. Cười lớn quá. Tôi nghĩ rằng đây là một cô gái rất là dễ thương. Nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa là đôi khi quyến rũ. Rồi bây giờ chị sẽ là đại diện em, chị xem coi bạn trai bên đó là có cao được 1m68 không. Nhiều khi là cao 1m86 luôn là chết luôn. Cao không anh Linh? Cao. Cao. Dư sức. Cao không trời? Cao đó. Thôi đứng lên chị coi coi. Được. Cao to. Cao to, bên này người ta cần cao thôi, ta đâu có cần to. Cười cũng rất là duyên dáng. Hai người giống nhau ở một điểm, hai bên cộng lại 8 mắt. Trời ơi chị ngại quá, hồi đó giờ em hung lần nào chưa? Hồi đó giờ em có hung lần nào chưa? Dạ hung má rồi con. Hung má thì có. Dạ. Chưa có lời hung môi bao giờ. Dạ. Anh Linh, anh Linh bên đó có hung chưa anh Linh? Ế mà chắc chưa, bạn đây hơi nhút nhát. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau để xem hai bạn còn nhút nhát hay không. Nào chuẩn bị, bấm màn, kéo lên. Cười có phải đúng đồng tiền là ngoài nha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu hơn về nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau xem mắt có long lanh hay không, và tiếng sét ái tình có từ đôi mắt đấy đến với nhau không. 2 phút bắt đầu. Chào Vi. Dạ. Mình Thi. Dạ em tên Vi. Nãy giờ ngồi sau màn che thì nghe anh Thi nói chuyện, em cũng xin tặng anh vốn câu thơ trong bài thơ giọng nói của giống của Xuân Diệu á, để nói lên cái tấm lòng của em. Tặng anh. Anh ngồi anh nói sau màn che, anh nói lòng em mãi lắng nghe, đôi khi tiếng cười anh lại điểm, chắc đời vui khi được có anh kề. Quá tuyệt, quá tuyệt. Hay quá. Bạn Nam, mình thanh niên mà, nhanh lên em, thời gian nó đâu có. Anh thì không giỏi văn thơ, cũng không biết ca hát gì. Dạ. Thì chắc là anh sẽ bấm nút thôi. Trời ơi, cái gì vậy trời ơi. Cặp này mà hôn nhau là có chừng mất 2 cái mắt kiến nữa. Không gì nữa, chúng ta còn vẫn còn thời gian. Nhanh lên, còn 30 giây nữa em, hai bên. Hy vọng là sau này nếu có thời gian tìm hiểu nhau thì em sẽ đọc hết cả bài thơ cho anh nghe. Ủa nữa hả? Nữa hả? Ủa nữa hả? Ủa nữa hả? Rồi hết thời gian.
Nào. Ủa nghe đọc thơ mà bên kia ủa nữa hả? Rồi chúng ta để tay vào nút. Đâu nút đâu anh? Đây đằng sau phía sau đây. Và trong khi Tường và anh Quyền Linh sẽ đếm 3 khắc 1, 2, 3. Nếu chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Và nếu ngược lại chúng ta không nhấn nút là chúng ta không đồng ý hẹn hò. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. 3 2 1. Mời hai bạn. Rồi mời hai bạn. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò thì chúng ta nắm tay nhau để truyền lửa cho nhau. À, cảm nhận thế nào về cái nắm tay thế này hả bạn nữ? Rung quá. Dạ bàn tay rất là mềm mại. Còn bạn nam đang rung, đang rung. Có thấy ngọn lửa tình yêu nó đang cháy cháy không? Từ từ về nhà đốt theo mình. Rất là đáng yêu, rất là rung động và các bạn sẽ đáng yêu hơn, rung động hơn với phần quay số may mắn với những sản phẩm của Toshiba. Chúc các bạn may mắn. Dạ, cảm ơn. Mời các bạn. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên phía trên sân khấu để chào đón bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái vụ gì đấy? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy em? Em tặng chị hả? Ôi trời trời trời. Trời ơi, trời ơi, tôi bự vậy mà tôi xách không nổi mà làm cái gọn hơi vậy trời. Là sao vậy em tự giới thiệu chị làm chị sốc quá, mời em ngồi. Dạ. Sao, vụ gì đây? Dạ, cái này sở trường của em. Sở trường của em là khiên bao hả? Không, dạ, không phải khiên bao. À, là được như là show sức mạnh đó hả? Dạ. Trời ơi. Dạ. Bây giờ chị nói cái gì em không vừa ý là coi như là em quay qua em đưa một cái là chị đi luôn á hả? Đó rồi, hợp quá. Sự xuất hiện của nó hơi ấn tượng đó, ấn tượng. Ấn tượng quá anh ơi. Để xem sự xuất hiện hôm nay có ấn tượng bạn hay không. Nào xin mời bạn trai. Gì vậy, gì vậy? Chào đón bạn đến với bạn muốn hẹn hò. Chào anh. Bạn tên là gì? Em tên là Minh Thắng. Minh Thắng, đang làm gì? Hiện nay em là nhân viên văn phòng của Bắc Sơn. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 24 rồi. Anh Linh ơi. Anh Linh ơi, ừ. Tại vì em hơi sơ suất một tí là vì bạn nữ bên đây xuất hiện lên sân khấu là quá ấn tượng nên em cũng chưa kịp hỏi tên gì luôn nữa. Bây giờ em mới hỏi nè, bây giờ là em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Thanh Thủy. Thanh Thủy. Dạ 22 tuổi. Thủy 22 tuổi, bây giờ em trả lời cho chị biết là chị tò mò quá. Tại sao em đến với chương trình cặp đôi hẹn hò, em ginh nguyên cái bao gạo lên sân khấu để làm cái gì? Dạ tại em muốn thử sức mạnh với các bạn nam. Trời đất ơi, thử sức mạnh với bạn nam bên kia là thử sao? Dạ tại vì tiêu chuẩn hẹn hò của em thì bạn nam phải khinh tao gẹo hơn em mới được. À bên đó có sức khỏe không anh Linh? Nhìn tướng tá đâu sao anh Linh? Không biết bao gạo nhỏ lớn tôi không biết, nhưng mà nếu nhỏ sách nổi bự. Nói chung là cái bao gạo lớn hay nhỏ không biết mà các tường không xê dịch nổi. Nhưng mà em ơi, bây giờ chỉ cần là bạn trai là sách nổi bao gạo này là coi như ok luôn, đồng ý luôn đó hả? Dạ đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Dạ tiêu chuẩn thứ nhì là gì, nói luôn lượt đi, em gây nhiều cái ấn tượng cho chị quá. Dạ tiêu chuẩn tiếp theo là phải hợp với ba mẹ của em. Trời đất ơi. Đầu tiên phải ghiêng gạo, thứ hai hợp với ba mẹ em. Vậy ba mẹ em sao, ba mẹ em thích cái gì? Dạ ba mẹ em thì thích người cao ráo. Cao. Rồi chung là biết cách nói chuyện với người lớn. Lễ phép. Biết cách nói chuyện với người lớn. Dạ. Là nói chuyện người lớn được, còn nói chuyện với nít sao cũng được. Dạ. Nói chuyện với nít thì nó dễ hơn rồi. À, nói chuyện người lớn mới là quan trọng. Người lớn nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Và cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng. Tiêu chuẩn mình nó hơi cao quá. Tôi hỏi bao gạo nhiêu ký vậy bạn? Nhiêu ký vậy em? 40 ký. 40 ký lên nổi không bạn? Dư hả? Dư hả? Nãy giờ bạn thấy tiêu chuẩn bạn gái bên kia bạn có đủ đáp ứng không? 90% là đâu có. 90% luôn. Vậy cái tiêu chuẩn của bạn như thế nào, có theo tiêu chuẩn của ba mẹ không? Cũng không cần phải theo chuẩn của ba mẹ. Vậy theo tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Chị thứ nhất là vừa mắt em là được rồi. Vừa mắt là sao? Vừa mắt như thế nào mới cụ thể luôn? Không biết bạn bên đó có tóc dài không? Chút xíu đi nói tóc. Tự lập được. Tự lập. Dạ. Thấy khiêng cái bao gạo là biết tự lập rồi. Thủy nè, chị thấy em xuất hiện thì mặc áo đầm cũng rất là nữ tính, nhưng mà lại khiêng bao gạo thì chị thấy rất là men. Bây giờ tự, nếu bản thân em tự nhận xét về mình thì em nghĩ mình có phải là một người nữ tính đầm thắm thùy mị hay là không? Khi mà một người nào đó khi mà tiếp xúc với em thì cứ hiểu lầm về cái giới tính của em. Hiểu lầm về giới tính của em. Tại sao mà người ta nghĩ mình như vậy, mình không thay đổi, em vẫn thích giữ hình tượng như vậy hả? Dạ tại vì em nghĩ là
khi mà ra cuộc sống thì em thích nó cái mạnh mẽ hơn thì sẽ không bị người ta ăn hiếp á. Ủa nãy bạn nói là bạn thích nữ tính đúng không? Bây giờ nghe bạn bên kia bạn thấy sợ không? Không. Bên kia là nam tính quá hả? Cũng không vấn đề vậy. Không vấn đề gì hết. Bạn nói thì ra ngoài thì bạn mới tỏ ra mạnh mẽ để người ta không ăn hiếp thôi, nhưng mà về nhà thì chắc bạn sẽ nữ tính lại. Nếu bạn là nam tính luôn thì sao? Cái đó là phải xem xét lại. Bây giờ trong cái tưởng tượng của bạn, bạn nữ bên kia là một người như thế nào? Thêm nghĩ là chắc là tóc ngắn, dễ thương nhưng mà mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Dạ. Yeah. Còn bạn tự nhận xét mình là người như thế nào? Có mạnh mẽ không? Đối với em thì lúc cần thì em mạnh, mà lúc không cần thì em yếu. Cái này được. Tức là ai nhu mình nhu, ai yếu mạnh được mạnh đúng không? Thúy nào bây giờ chị hỏi nè. Em bảo là em đi tìm bạn trai cho mình nhưng mà lại theo ý của ba mẹ. Bây giờ rủi như em gặp một cái người đó em thích hết trơn rồi, em cảm thấy là rung động rồi, mà bây giờ em dắt về ba mẹ em không đồng ý, thì lúc đó em giải quyết làm sao? Dạ thì em á, thì em là người của gia đình, bởi vậy em tôn trọng ý kiến của ba mẹ của em. Nếu như mà ba mẹ em không cho phép thì em cũng không đi, tại vì em rất là yêu thương ba mẹ của em. Rất là yêu thương. Trời, ba cái này mẹ rất là căng nha. Tôi xin hỏi bạn trai nè, bạn gái nói vậy bạn có lo không? Dạ không anh. Sao không lo? Tại sao không lo? Tại vì em không nghĩ là ba mẹ bạn ấy không thích em. Chứ mà bạn có tự tin là bạn sẽ chinh phục được ba mẹ bạn ấy. Giữa một cô gái rất đẹp và cô gái rất tốt, bạn sẽ chọn cô gái thế nào? Em sẽ chọn cô gái rất tốt. Rất tốt. Bạn nói vậy tôi cũng chưa chắc là bạn trung thực hay không. Có trung thực hay không hay là ngồi trên truyền hình bạn lại nói vậy? Bây giờ nói thật đi, nhìn thấy đẹp mình chọn đẹp chứ tại sao là chọn cô gái tốt? Biết đâu cô gái tốt mặt nó xấu hơn cô gái kia thì sao? Nhưng mà cái đẹp thì nó đâu có tồn tại lâu dài đâu anh. Từ già thì cũng xấu thôi chứ đâu có đẹp hoài được anh. Tôi cũng tạm tin bạn điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cô gái bên kia rất đẹp hay là rất tốt, thậm chí là có thể vừa rất đẹp vừa rất tốt luôn. Vừa đẹp vừa tốt. Có thể như vậy, chúng ta sẽ xem nha. Nào, một chút cảm nhận về người bạn của bạn. Nè, nhìn cái bao gạo nè. Bên kia khi nổi không? Đâu có nữ, đâu có nam tính đâu. Rất dễ thương. Ôi, mặc váy đẹp quá chứ. Hả? Tóc ngắn, mặt tròn tròn. Không sao anh, cái này em nói rồi, lát em dắt đi tẩy tắm trắng nha, đi nối tóc luôn. Không cần, như thế là xinh lắm rồi. Có điều là ba mẹ bạn ấy chọn chứ không phải bạn ấy chọn. Nó khó là chỗ đó đó bạn. Được. Được không? Thả là thấy được rồi ha. Dạ. Bây giờ tới phiên mình phải xem coi cái người bạn trai bên đó nãy giờ rất là tự tin. Những người mà làm được vừa lòng những người lớn tuổi cũng là những người rất là tự tin về bản thân của mình đây. Em phải tự tin nhìn vô mắt chị. Chị là chưa phải khó khăn bằng ba mẹ của bạn này đâu. Ba mẹ bạn này còn khó hơn nữa. Tận bao nhiêu độ? 5.5 độ. Đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Có định lấy vợ không? Chắc chắn là sẽ. Rồi được. Được, được em, được. Trời ơi, chị khó vậy mà còn được nữa là chắc là ba mẹ. Chúng ta sẽ đến với giờ khắc rất là quan trọng. 2 phút, hai bạn sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Nào, kéo màn lên. Quay qua. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Bạn có cần mình nhấc cái bao gạo đó cho bạn coi thử không? Vác lên vai, vác lên hồi vai. Hồi nãy là người ta vác lên vai, người ta lên đây đó. Đó là câu phải nói trả lời trong ngày hôm nay. Và rất tôi biết là mạnh mẽ. Bạn đang rất nôn nóng để vác được bao gạo nóng. Đó. Thậm chí muốn vác về nhà luôn. Rồi, bây giờ chúng ta còn một phút nữa. Bạn có thể vác được hơn cái bao gạo đó không? Được. Vậy chừng nào rảnh mà nhớ về nhà mình vác nha, nhà mình nhiều lắm. Hết thời gian. Câu này cũng là một gợi ý mở. Bạn về ở bên nhà mình vác gạo, gạo nhiều lắm. Là đi làm rễ đó anh à. Rồi bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ có 3 khắc để quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay phía sau lưng ghế. Và bây giờ thời khắc bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Tôi xin hỏi bạn nam á, lúc mà bạn nhấn nút bạn có hồi hộp là sợ bên kia bạn nữ không nhấn nút không? Dạ không. Sao vậy? Tự tin quá vậy? Dạ đúng rồi. Tự tin như vậy luôn? Đúng rồi. Bạn biết chắc là bạn nữ sẽ nhấn nút? Dạ đúng. Tại sao? Tại vì lúc nào em cũng tự tin như vậy á, mặc dù em không biết kết quả chưa. Trời đất ơi, có chuyện hoang tưởng đó không?
em, tại sao em lại chọn bạn nam đó? Tại nhất được bao gạo hả? Dạ. À, cái tiêu chuẩn rất là quan trọng đó. Nếu như mà mình được cái điều đó rồi thì mình không có lo lắng về ba mẹ nữa. Đúng rồi. Dù sao thì cũng chúc hai bạn ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt. Mời các bạn. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị chào đón cặp đôi thứ nhất đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta đang chờ đợi xem cặp đôi đầu tiên họ như thế nào, họ có đồng ý hẹn hò hay không. Chờ xem nhé. Đầu tiên sẽ là xuất hiện của một bạn trai. Xin mời bạn. Mời bạn ngồi. Cà ra vát giống áo của mình quá ha. Bạn đeo cà ra vát màu đỏ là hình như là nay may mắn đó. Bạn tên là gì? Dạ em là Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng. Dạ. Bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, cao mét mấy? Mét 65. Thấy hơi cao rồi nha. Cân nặng? Nặng 40 mấy ký. Này hơi gầy chút á. Ôi, gặp bạn nữ bên kia xem sao. Và bây giờ xin mời bạn nữ của chúng ta. Em tên gì? Dạ em tên là Phạm Thị Mỹ Ngọc. Phạm Thị Mỹ Ngọc, năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. 25 với 29 là cũng xứng đôi anh Linh nhỉ? Đúng rồi, cũng hợp lắm đó. Hiện giờ là em đang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng tại tổng công ty Hà Nội Telecom chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở nhân viên văn phòng thì chắc công ty của bạn cũng có nhiều bạn nam chứ đúng không? Mấy anh nam cho công ty em có gia đình hết rồi. Gia đình hết rồi. Thiệt là thiệt tình đó, anh thấy không? Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Các bạn trai trong công ty là có gia đình hết rồi. Cho nên hôm nay là đến đây để nhờ các Tường với Quyền Linh đó. Yên tâm, bên đây hình như chưa có gia đình à, chắc chắn là gì rồi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại đang làm giám đốc một công ty sửa chữa laptop. Giám đốc công ty nha, sửa laptop các bạn. Dạ. Lâu chưa? Lâu rồi. Đã bao giờ yêu chưa? Rồi. Yêu rồi? Mấy lần yêu rồi? 2-3 lần. Tại sao lại không thành công? Vì tính chất công việc của em là nó không cố định thời gian làm việc. Tức là bạn làm việc bất kể giờ nào cũng có thể làm việc. Thường người ta đi làm á, là về có giờ có giấc. Mình đi làm nhiều khi không biết là mấy giờ về. Rồi cái này khó kiếm người yêu rồi nha. Bây giờ giấc lộn xộn á. Vậy còn bạn nữ của chúng ta thì là bây giờ là em đang làm nhân viên văn phòng. Thì trước đây em có làm công việc gì nữa không? Dạ trước đây thì em từng là cán bộ đoàn. Vậy là chắc sinh hoạt đoàn đội cũng dữ lắm đây đúng không? Dạ cũng có thâm niên khoảng gần 8-9 năm vậy đó chị. Và bây giờ cái em hoạch định trong tương lai của mình như thế nào? Hiện tại em có một công việc cũng tương đối ổn định. Thì em cũng chỉ muốn tìm một nửa còn lại cho mình. Thì cũng muốn có một ý định là sẽ tiến tới hôn nhân với một người đàn ông chững chạc. Nói chung là mình nghiêm túc để dạ. đi tìm một nửa của mình. Dạ, đúng không rồi, em? Dạ. Vậy thì em mong muốn cái người bạn đời của mình sẽ là người như thế nào? Em cũng không có tiêu chuẩn gì về ngoại hình hết. Thường thì người ta nói là qua cách giao tiếp thì người ta sẽ biết được cái tính cách của nhau thì mới biết là mình có hợp nhau hay không. Và đặc biệt em rất thích người là chững chạc và đặc biệt phải đàn ông là phải có tính quyết đoán. 29 tuổi thì chị nghĩ cũng là chững chạc rồi đó. Giám đốc mà rất là chững chạc mới làm giám đốc à. Đúng rồi, chắc là cũng phải quyết đoán lắm đây mới quyết định được những cái công việc trong công ty của mình đúng không nè. Vậy bên đó có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Chứ bên đây là rất nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân nha. Nhưng mà bên đó muốn người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình chắc chắn là bạn nam phải cao hơn em để bù trừ lại cho em rồi. Ốm thì càng tốt, chào như em thì cũng không sao. Gì vậy? Gì mà ốm thôi mà gì mà rần rần. Bên đây là dư xăng đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn thấy ống hút chưa? Rồi vậy yêu cầu của bạn nam bên đó như thế nào nè? Tìm một người bạn đời là một người độc thân vui tính nè. Dễ hòa nhã với một cái cộng đồng để gắn kết mọi người ở gần lại nhau hơn. Trời, bên đây ta sinh hoạt đoàn đội rồi là đương nhiên là người ta sẽ rất là có cái khả năng mà có thể đứng trước đám đông rồi gắn kết mọi người là vậy chuyện đương nhiên. Bạn nha, bạn thích người bạn gái của bạn là cao hay ốm hay lùn hay mập? Cao, tóc dài. Có tóc dài. Tương đối cao. Tương đối không thấp. Rồi còn gì nữa không? Vui. Vui. Quá vui. Bạn không thích người như thế nào? Không thích là những người ta nói năng mà nó khô quá, nó cọc lại đó. Nãy giờ bạn nghe bạn gái bên kia cái giọng có khô không? Hơi khô khô. Hơi khô khô. Em ướt chút xíu thôi, em ướt lên đi. Dạ, tại bình thường thì em vẫn nói chuyện giao tiếp như vậy với khách hàng trong công ty thôi. Cho nên nếu em ướt hơn chắc không được quá. Đúng rồi, người ta làm việc là có chừng mực thôi. Chứ bây giờ ướt quá, nhão quá làm sao? Hồi đó giờ bạn đã trải qua 2-3 mối tình đúng không?
Bạn đã hôn chưa? Chưa. Trời, 29 tuổi chưa hôn luôn. 29 tuổi mà chưa hôn. Bạn có trung thực không? Có. Trung thực rồi. Còn bạn nữ? Em. Hồi đó giờ em có hôn chưa? Dạ có. Có ha, nó có đàng hoàng. Em nghe một người đàn ông 29 tuổi trải qua mấy mối tình mà không có hôn, em có tin không? Dạ cũng tùy từng trường hợp, cũng có thể tin được. Bên đây có niềm tin với bên kia rồi đó nha. Vậy thì em bao lâu rồi em không có bạn trai? Dạ chắc cũng khoảng hơn năm rồi. Hơn năm rồi cũng lâu rồi. Bao nhiêu lâu bạn chưa có bạn gái? Thôi bây giờ mình phải kết nối nhanh nhanh đi anh Linh ơi. Hai năm hả? Hai năm dạ. Chưa có bạn gái luôn. Nếu này đồng ý hẹn hò, bạn có định là chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân không? Có. Có. Rồi chắc chắn chứ? Dạ. Bạn nữ thế nào? Dạ. Bên đây ngay từ đầu là người ta nói người ta đã muốn tiến tới hôn nhân rồi. À. Nhưng mà chị hỏi em một câu nữa thôi, trước khi chị qua bên kia chị coi mặt bạn trai giùm cho em, là cái điều gì em mong muốn nhất trong cái thời điểm này khi mà em có bạn trai? Thật sự thì nói chung điều mong muốn nhất là mọi chuyện phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Tình cảm là xuất phát từ hai bên. Nói chung là phải có những cái quan điểm, những cái tính cách phù hợp với nhau, thì khi đó mình tìm hiểu nó sẽ đỡ bị khô và bị thôi giống như anh đó nói vậy đó. Bây giờ chị sẽ coi mặt anh đó giùm cho em ha. Cái gì mà hồi nãy mà nói cái gì mà ở dưới mà vỗ tay rần. Ốm. Ốm nhom ốm nhách ha. Không ốm mình... vừa 65kg. Chào chị. Chào em. Cái này hút trái dừa phải cần 5 cái ống hút nó mới hết được cái dừa. Hút một ống chừng nào mới hết. Sống mũi cao. À. Giò cò. Được rồi em, chị thấy là bên đó với em là cộng lại là bù trừ ra là vừa. Chị thấy rất là xứng đôi. Chà, câu này nói nghe dễ bí mật nha. Hai bên cộng lại bù trừ, không lẽ bạn này cao bạn kia thấp, không lẽ bạn này ốm bạn kia mập. Không biết phải, giờ em đi coi thử coi sao nha. Muốn biết xem hồi sau sẽ rõ. Sao anh, sao anh, xứng đôi không anh? Hơi bị xứng nha. Hấp dẫn à. Bây giờ bạn đang tưởng tượng bạn gái bên kia như thế nào? Có thể là gần giống với ý tưởng mình vừa nói rồi. Gần giống à ha. Vậy thì bạn có hồi hộp và chờ đợi cái giờ phút được gặp mặt không? Có chứ. Có. Vậy thì mình đừng làm mất thời gian của hai bạn đó Linh ơi. Rồi chúng ta kéo màn lên nào. Mặt về nhau. Chữa từ từ, đừng có liếc qua liền. Thấy siêu mỏng chưa? Từ phía sau là siêu mỏng rồi đó. Rồi xin mời bạn. Nhìn phía trước là mỏng lét luôn. Rồi, riêng Quyền Linh và Cát Tường thấy hai bạn rất là xứng đôi, nhưng mà quyền quyết định vẫn là hai bạn. Bây giờ hai bạn sẽ có 2 phút để tâm tình với nhau, để tìm hiểu với nhau. 2 phút, bắt đầu. Chào bạn. Dạ em chào anh. Chắc em đi làm nhiều đúng không? Thì em đã nói là trước đây em từng là cán bộ đoàn rồi, tự nhiên cũng có nhiều cái hoạt động, cũng tham gia rất là nhiều. Những cái hoạt động nó rất là vui, rất là bổ ích cho xã hội. Dạ đúng rồi, tham gia ngày hội tình nguyện về cộng đồng thì rất là nhiều. Thế theo bạn thì có những như vậy thì tại sao mà không tìm được một mối tình mà phải dùng đến chương trình không? Dạ tại vì em nói anh là biết đâu thì trong cuộc đời em gặp rất là nhiều cái duyên kỳ ngộ. Biết đâu khi đến chương trình em sẽ gặp được cái duyên của mình thì sao? Vậy là em có kỳ vọng khi mà gặp một người đó mà nói chung là hợp một phần với mình thì mình có muốn tiếp không? Dạ thì nếu không kỳ vọng chắc em không đến đây rồi. Hết giờ. Trời ơi, lần đầu tiên á anh Linh, em nghe hai bạn mà nói chuyện với nhau không cần MC nhắc nhở. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng nhất đã đến. Anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn hãy đặt tay của mình ra phía sau ghế. Nếu đồng ý các bạn sẽ nhấn nút. Các bạn đồng ý các bạn nhấn nút. Không đồng ý khỏi nhấn nút. 1 2 3 hai bạn. Ông trời đã xin hai bạn ấy ra để bù trừ cho nhau, để hòa hợp với nhau, để tạo ra một cái điều gì đó đẹp nhất. Chúc mừng hai bạn. Lý do tại sao bạn lại hẹn hò với bạn nữ? Rất đơn giản là dễ hòa nhập với một cái cộng đồng cũng giống như em thôi. Còn em, tại sao em lại chọn bạn trai đứng kế bên? Em thấy ảnh cũng là một người chịu khó làm việc. Thứ hai là ảnh cũng thích tham gia những cái hoạt động cộng đồng. Em rất là thích người bạn trai như vậy. Rồi, ý tưởng lớn là gặp nhau. Và mong rằng đây là một cái điểm khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững của các bạn. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và bây giờ thì mời hai bạn chờ đợi trong ít phút để tham gia vào chương trình vòng quay may mắn để xem có nhận được phần quà từ Toshiba hay là không. Mời các bạn. Chắc chắn là các bạn sẽ nhận được một trong những phần quà của Toshiba. Vui quá. Vậy là áo tình nhân của mình á
áo tình nhân của mình đã phát huy được công hiệu của nó. Mình phải thừa thắng xông lên, hôm nay em nhất quyết phải thành công mới được. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp cặp đôi thứ hai. Cho màn kéo xuống. Rất là vui bởi vì ngày hôm nay anh nghĩ rằng hai bạn này không đồng ý, nhưng cuối cùng hai bạn cũng đã tìm được ở một cái điểm nào đó tương đồng. Và chắc chắn rằng từ cái điểm tương đồng đó các bạn sẽ thành công trong cái tình yêu của họ. Xin mời em bước lên phía trên này. Quá là duyên dáng phải không các bạn? Mời em ngồi. Ủa sao em cũng giống màu chị quá vậy? Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Kiều Nhi. Hiện nay em là sinh viên mới tốt nghiệp và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Rồi bên đó 23 tuổi đúng không? Để xem bên đây bao nhiêu tuổi. Mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Rồi em. Mời em ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trần Trung Hiếu ạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. 24 tuổi. Bạn quê ở đâu ạ? Em ở Nam Định ạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào được khoảng hơn 6 tháng ạ. Ủa, mới vào 6 tháng à? Dạ. Bạn vào đây làm gì? Em làm IT cho khách sạn. Lý do tại sao bạn chuyển vào Nam? Em muốn đi khỏi miền Bắc. Là sao? Thì không muốn khỏi miền Bắc nữa thì đi vào miền Nam. Em muốn đi xem trên trời miền Nam có gì mới. Thế nhưng mà từ hồi em vào thì em lại muốn ở lại. Vậy sao gia đình này bạn sẽ muốn ở lại nữa nếu bạn tìm được một nửa yêu thương của mình? Hiện tại thì bạn mới vừa tốt nghiệp xong thì bạn có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Em chưa có dự định gì hết. Em nghĩ là em sẽ định ở nhà chơi nghỉ ngơi một thời gian đã, rồi sau đó mới kiếm việc làm. Nghỉ ngơi bao lâu? Em nghĩ là khoảng 3 tháng tới nửa năm. Dạ. Tưởng em nói 5 năm thì chết luôn. Em nè, thời sinh viên em đã từng hẹn hò bao giờ chưa? Nói thiệt với chị là em chưa từng hẹn hò. Một cô bé xinh đẹp duyên dáng như vậy mà chưa từng hẹn hò. Hấp dẫn quá cái Tường ơi. Bạn có hẹn hò lần nào chưa? Dạ em thì hẹn hò 2 lần rồi. Có lần nào thành công chưa? Có thành công ạ. Vậy sao giờ đi tìm nữa? Bởi vì sau khi ra trường thì cô ấy về quê, cô ấy làm, thì em thì ở lại Hà Nội. Thế sau đó tình yêu khoảng cách thì mình không đến được nhau. Và bây giờ bạn muốn tìm người yêu là khoảng cách nó gần hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Bạn cảm nhận về bạn như thế nào? Em hiền quá. Hiền quá. Bạn có thấy bạn đẹp trai không? Có anh ạ. Có. Phải không? Mình có tự tin quá nha. Hiền đẹp trai nha. Chị hỏi em nè, tại sao mà em chưa có bạn trai? Em nghĩ là việc học là việc quan trọng đúng nhất. Đúng rồi. Nên em chưa nghĩ đến việc đó. Còn bây giờ? Sau khi tốt nghiệp rồi thì em đang muốn tìm kiếm một người nào đó hợp với bản thân mình. Có nghĩa là quan điểm của em là trong cả cái thời đi học cho đến sinh viên là vẫn chưa đủ tuổi để mà cặp kè đúng không? Dạ. Chị rất là ngưỡng mộ em. Vậy thì bây giờ em mong muốn một cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Về ngoại hình thì em nghĩ bạn ấy phải cao to. Dạ. Có cao to không? Có. Trời ơi. Rồi gì nữa nè? Tóc ngắn thôi, đừng quá dài. Tóc ngắn. Không có tóc luôn được không? Về tính tình thì em muốn bạn trai của mình là một người như thế nào? Phải rộng lượng, biết tha thứ. Có không bạn? Có nghĩa ích kỷ, hẹp hòi, xấu bụng là không được. Bạn trai nó quá đơn giản, cái chuyện dễ tha thứ đúng không? Dạ. Tôi xin hỏi bạn, ngoài cái việc bạn làm IT ra, bạn còn có một cái tài lẻ nào là? Dạ, tài lẻ nấu cơm quét nhà anh ạ. Cái này đâu phải là cái tài đâu, đây là nhiệm vụ của người đàn ông. Không, em thấy nhiều ông người đàn ông mà không biết nấu cơm đâu, nhưng em biết nấu ạ. Tại sao người đàn ông biết cơm? Đó là xưa rồi, đàn ông hiện đại phải biết nấu cơm. Bởi vì vợ cũng đi làm, thằng nào về không có vợ, mình phải tự nấu, có nghi phục vụ lại cho vợ nữa. Bạn đồng ý kiến này không? Dạ có, đấy điều này đương nhiên ạ. Em là thế, em muốn cái người bạn trai của mình á là lớn hơn mình khoảng bao nhiêu tuổi? Em thích là lớn em khoảng 4-5 tuổi. Tại sao? Dạ thì người lớn thì người ta chín chắn hơn mình, người ta có thể chiều chuộng mình hơn. Và bạn đã nghe bạn gái nói về cái tiêu chuẩn của bạn, bây giờ bạn thích cái tiêu chuẩn gì nhất của ở người phụ nữ? Cô ấy thì có trí thức. Với ngoại hình? Dễ thương một chút thì càng tốt ạ. Dễ thương. Rồi còn gì nữa không? Cô ấy cũng phải cao ạ, trên 1m56. Em ơi, bây giờ mình hỏi những cái điểm thích thì nó bình thường rồi. Bây giờ những cái điểm nào mà em không thích thì người bạn trai của mình? Dạ em không thích bạn trai mình biết hút thuốc. Có không? Không ạ. Không, không rồi. Không biết nhậu thì càng tốt. Có nghĩa là nhậu chút đỉnh vẫn được. Em một chén là gục luôn ạ. Sở thích của bạn như vậy rồi, nhưng mà mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không? Dạ có.
Mẹ bạn nhận mẹ em bảo là mẹ em phải tuyển con dâu ở mông to. Gì đó? Mông to. Tuyển con dâu mông to. Chi vậy? Chi vậy? Sao quá. Cái này chỉ cắt tường đạt tiêu chuẩn. Dạ. Cái gì rồi đá qua tôi nữa. Lý do tại sao dạ, lại như vậy? Dạ mẹ em bảo là con gái mông to hay dễ đẻ. Mẹ không vừa vừa cũng đẻ được. Nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu, rất là xinh đẹp nhưng mà mông không to thì sao? Một khi đã yêu rồi em chấp nhận được. Thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to? Bây giờ chị qua chị xem nhá. Bên đây là không có to gì hết đấy. Có các tường không to thôi. Xinh thế nhỉ? Cười cái coi. Chị không to, em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô cái bên không được thì có chị cắt tường. Được không? Không, em phải không có nhu cầu với người hơn tuổi ạ. Trời ơi, tôi nhục từ dữ. Từ chối cắt tường luôn. Sao tôi quê dữ vậy? Hỏi anh gì Linh. Bằng nhục không? Em thuộc về anh nha người Linh. Em sẽ trở về bên anh nha. Để em làm xong cái vụ mai mối này đã căng thẳng quá. Chị nghĩ em chắc lọt vô top 10 đó. Rồi, để anh xem mặt giùm em ha. À, sao giữ chưa bé đi ngụt về bé đi ngụt. Nhưng mà hỏi nè, mẹ bạn có dặn là tiêu chuẩn gì không? Dạ mẹ em không chọn gì hết. Mẹ em không dặn gì hết, bên kia có dặn mà em có đáp ứng nhu cầu bên kia không? Em nghĩ là chắc được. Cảm ơn bạn. Như bạn kia nói là chắc chắn là có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Và bây giờ thời khắc quan trọng đã đến để cho hai bên nhìn nhau xem là có to nhỏ gì đấy vừa ý nhau không. Màn đâu kéo lên mời hai bạn. Chào em. Dạ chào. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Con trai nói trước đi đừng có gãi nữa. Sao nãy anh thấy em tiêu chuẩn có vẻ hơi lạ lạ trước em nhỉ? Dạ là sao anh? Là chẳng hạn như anh thấy sau mấy năm em học em chưa có một mảnh tình vắt vai. À, dạ ừ. Tại vì em học trường nhân văn nên trường nhân văn là toàn con gái không mà ít con trai lắm. Lại gái nữa. Anh thì rất sợ một thứ. Nên dạ. Không biết là mình em có chấp nhận được không? Anh sợ cái gì anh? Anh sợ mất độ cao. Ở đây xuống đây là có cao không em? Ở đây nhảy xuống đây được không? Được chứ đến nổi. Có gì đáp ứng nhu cầu của mẹ bạn không? Bạn có thể đứng lên một giây nào đó. Gì tự sợ? Quá chuẩn anh ơi. Quá chuẩn. Rồi ngồi xuống nói tiếp. Hết hồn. Bạn ấy nói quá chuẩn, tiếp tục đi các bạn. Em quan niệm như nào về tình yêu em nhỉ? Dạ em nghĩ là tình yêu phải biết tin tưởng nhau. Cái này thì anh sẽ làm được. Yeah. Thôi hết giờ rồi. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay vào phía sau thành ghế của mình. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa các bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Và các bạn không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Và bây giờ trời ơi. Từ nôn nóng quá. Từ em. Từ làm dữ vậy. Rung nào nói chuyện thì không nói mà làm quá. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. Một hai ba. Tôi nói thật chứ hình như bạn trai á gấp rút quá, hối hả quá. Bạn sợ mất bạn nữ đúng không? Có không? Có anh ạ. Có. Bạn thấy gì ở đôi mắt bạn gái? Khó nói quá anh ạ. Còn em, tại sao em lại quyết định là hẹn hò với bạn trai kế bên? Em nghĩ là anh ấy rất dễ thương. Rất là dễ thương, chị cũng thấy dễ thương mà chị bị từ chối rồi. Chị nhường lại cho em đó. Thôi bây giờ thì hai bạn hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên thôi mà. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến. Chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai. Xin mời bạn. Chào đón bạn đến với bạn muốn hẹn hò. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ
Huy 36 tuổi. 36? Dạ. Đang làm nghề gì? Dạ, đang làm chuyên viên tư vấn tài chính tập đoàn Generali. Dạ. Huy? Dạ. Cái gì Huy bạn? Lương Quang Huy. Lương Quang Huy. Dạ. Đó là thông tin từ bên đây, còn cô gái của chúng ta và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước lên sân khấu. Em mời em ngồi. Bạn tên là gì và năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Em tên Vũ Hải. Vũ Hải. Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Hiện giờ em đang làm gì? Hiện tại em đang là nhân viên nghiệp vụ của một công ty của Singapore. Là nhân viên nghiệp vụ của một công ty ở Singapore. Dạ. Bạn đã yêu bao giờ chưa? Yêu thì em không biết yêu hay chưa, nhưng mà em cũng có thích một bạn từ năm lớp 5 cho tới... Từ lớp 5? Dạ. Sao giống thua quá vậy? Mới từ kéo dài tới năm tư đại học. Ồ, yêu từ lớp 5 luôn cho tới đại học luôn. Vậy bạn yêu từ lúc nào? Từ 18 tuổi. 18 tuổi bắt đầu yêu rồi. Yêu đến bây giờ luôn, 36 tuổi vẫn chưa tìm được người yêu của mình là sao? Chưa có duyên. Chưa có duyên, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, khoảng 3-4 mối tình. Mối tình nào bạn nhớ nhất? Mối tình năm 25 tuổi. Mối tình đó là mối tình ấn tượng nhất, dạ. Dài nhất đối với bạn đúng không? Dạ. À, đó, thấy chưa, bên đây là có 3 mối tình rồi nha. Bạn không biết mấy mối tình à? Rồi từ lúc mà mình chia tay với bạn trai đến giờ là mình chưa tìm được một người nào khác nữa hả em? Thực ra thì em với bạn đó cũng không phải gọi là yêu nhau, chỉ là tình hợp cảm gà bông thì cứ lớn dần kiểu. Có nghĩa là hơn trên mức tình bạn một tí thôi, dạ. Phải không? Nhưng mà bây giờ em có thể nói về cái style thẩm mỹ, cái gu ăn mặc của em. Chị thấy hôm nay em rất là ấn tượng. Váy mà đi với áo khoác jean thì em có suy nghĩ gì mà chọn bộ trang phục như thế này để đến trong cái buổi hẹn hò ngày hôm nay? Dạ. Bản thân em thì là một người khá là thoải mái. Thích cái gì đó nó mạnh mẽ mà nó khác biệt một chút xíu. Nói chung là em muốn sống thật với cái bản thân mình. Sống thật bản thân mình. Vậy thì em mong muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Em muốn bạn ấy là một người sống chân thành, có trách nhiệm với tất cả mọi người, không chỉ đối với những người thân của mình mà còn những người xung quanh khác nữa. Em có đặt ra tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình không? Về vóc dáng, ngoại hình chẳng hạn. Em hy vọng bạn ấy là một người cao, to. thông minh và dí dỏm một chút. Tôi thấy cao to có, thông minh có, bởi vì làm trong tập đoàn tôi rất là thông minh mới làm được ha. Nhưng mà dí dỏm có không bạn? Bây giờ tôi thấy bạn ngồi bạn cười không ạ? Thì nay hơi bị căng thẳng một chút, dạ. Tức là hơi bị chờ đợi chút xíu. Chờ đợi là hạnh phúc mà em. Theo bạn thì bạn có tiêu chí gì đối với người bạn đời của bạn? Em cũng đang tìm một bạn gái dễ thương, xinh xắn, cao ráo và có cá tính. Bên kia không biết cao hay không, chứ cá tính là có rồi đó. Rất cá tính, rất mạnh mẽ. Rồi còn gì nữa bạn? Chắc vậy là đủ. Vậy là đủ rồi hả? Dạ. Nhiều đó thôi. Dạ. Bây giờ đến với chương trình bạn muốn hẹn hò thì em nghĩ là sau một cái tình bạn trên mức tình bạn một tí, chưa cũng hẳn là tình yêu kéo dài từ năm mà học lớp 5 cho đến thi đại học, thì bây giờ bạn nghĩ nếu như ngày hôm nay bạn tìm thấy một nửa của mình thì bạn nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu và kéo dài thêm một khoảng thời gian mười mấy năm nữa, hay là chúng ta nhanh gọn và tiến đến hôn nhân? Em là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Muốn đánh nhanh thắng nhanh. Còn bạn muốn đánh thắng nhanh không? Dạ cũng vậy. Tôi xin hỏi lại, hồi nãy tôi còn quên rồi. Xin lỗi, là bạn mới nói bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 90. 90? Dạ. 23 tuổi ạ. Bên đây 36 tuổi. Có lẽ là tuổi tác cũng hơi chênh lệch chút xíu, nhưng không sao. Vấn đề là trái tim thôi. Nhịp đập trái tim có đồng cảm với nhau hay không? Bạn có nghĩ rằng là chúng ta sẽ chinh phục được cô gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều không? Em nghĩ là chắc là được. Chắc là được? Dạ. Tự tin như vậy. Còn bạn nữ, tôi xin hỏi bạn, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ quen một người đàn ông lớn tuổi hơn bạn rất nhiều không? Tuổi tác chỉ là những con số. Tuổi tác chỉ là những con số. Đây là một cô gái rất cá tính anh à. Bây giờ chị sẽ thay mặt em xem thử coi bạn trai bên kia có đạt những cái chuẩn mà em đưa ra: cao, to, thông minh và dí dỏm hay không. To thì có to rồi đó, có cao không, đứng lên cái coi cũng được, cũng cao được. Có dí dỏm không? Nãy giờ chưa thấy nói cái gì mà dí dỏm cả. Dạ, tại vì chưa có điều kiện. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà Tường hy vọng rằng là bên đây đã đạt chuẩn với bên kia. Đối với em là em thấy được rồi đó. Nếu mà em là em chọn rồi đó. Chúc bạn may mắn. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn chị.
À, chị thấy cũng được đó em. Thật ra tuổi tác đúng, em nói không thành vấn đề. Người đàn ông càng lớn tuổi hơn mình thì có thể sẽ chín chắn hơn, có nhiều kinh nghiệm để sẻ chia cho mình. Tôi hơi lo chút xíu bởi vì cái tuổi hơi chênh lệch chút xíu ha. Để xem thì thế nào đây. Rất là tin đó Hải. Rất là dễ thương. Có cặp mắt vào kiến vào còn dễ thương hơn nữa. Cá tính không? Cá tính. Mặc váy mà mặc áo jean cũng lạ đó nha. Cũng hơi hồi hộp. À, tôi nghĩ rằng là hơi cá tính đấy. Mà cá tính thì rất là khó bạn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ để nhìn thẳng vào mặt nhau để quyết định đến với hẹn hò hay không. Xin mời Tấm An. Chúng ta sẽ có 2 phút để trao đổi và quyết định nhấn nút hẹn hò hay không hẹn hò. 2 phút bắt đầu. Ủa, em đang làm ở đâu nhỉ? Em đang làm cho một công ty nước ngoài. Chủ yếu công việc của em là tư vấn về những vấn đề sức khỏe cho khách hàng. Vậy là anh với em có thể kết hợp với nhau được. Tại vì công việc của anh là về bảo hiểm, dạ, nhân thọ. Tiếp đi, còn có 1 phút nữa thôi, nhanh lên bạn. Anh có muốn hẹn hò với em không? Đó, cá tính chưa, cá tính chưa. Rất muốn. Em có thể cho anh số điện thoại được không? Đó. Điều đó chưa chắc, bởi vì chúng ta không nên hỏi câu đó. Chờ bấm nút rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục hết thời gian rồi các bạn. Đôi khi người ta nói vậy cũng chưa chắc phải vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng các bạn. Cảm ơn bạn. Rất nhanh. Rất là nhanh. Hình như họ sợ mất nhau trong khoảnh khắc đó. Họ sợ rằng phải không gặp nhau nữa. Và họ rất vui khi bây giờ có thể hỏi số điện thoại rồi. Bây giờ em có thể cho biết là tại sao em lại nhấn nút chọn người bạn trai kế bên? Em không ngại hả? Người ta lớn tuổi hơn mình của em không ngại sao? Cái sự khác biệt của em hơi bị kén người, nên nếu mà anh chấp nhận thì có nghĩa là anh đã nhìn đúng con người em. Và đúng, em trân trọng điều đó. Còn bạn trai? Em nghĩ là chắc là bạn gái này đã chọn lựa đúng. Rất là ngắn gọn và nhanh lẹ, không dài dòng, không đi đâu lòng vòng hết anh Linh à. Và một lần nữa chúc mừng hai bạn, coi như là trước mắt đã hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên cái bước đường tìm kiếm hạnh phúc của chính bản thân mình. Chúc mừng hai bạn. Và hai bạn hãy chờ trong giây lát để tiếp tục tham gia vòng quay may mắn để nhận những phần quà từ Toshiba. Mời hai bạn nắm tay đi, đến thì chờ đợi. Thật sự là rất lo, anh cứ nghĩ rằng cái tuổi tác nó sẽ là một cái cản trở rất lớn với hai bạn, nhưng không sao. Quan trọng vấn đề là hai nhịp tim đã cùng đập với nhau. Nhưng đặc biệt cặp đôi này là nói rất ít anh. Nói vô vấn đề chính, rụp rụp, không đi lan man, không vậy đi lòng vòng. Vậy mới hay, nói đó, hay. Nhanh thắng gọn. Yêu là nói yêu, không yêu thì nói một đàn cho xong. Và bây giờ mình đến cặp đôi thứ hai liền, để xem kết quả ngày hôm nay mình có toàn vẹn chiến thắng hay không anh nha. Chắc chắn. Và bây giờ xin mời cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước lên sân khấu. Chào em. Em ngồi ghế. Em tên là gì? Dạ em là Trang. Trang năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ em 22 ạ. 22, hiện giờ Trang đang làm gì? Em đang làm trợ lý cho một công ty nội thất y tế. Nội thất? Y tế. Nội thất y tế. Dạ. Rồi bên đây là 22 tuổi Trang, làm trong công ty trợ nội thất y tế anh à. Rồi chúng ta chờ xem chàng trai chúng ta làm đâu, ở đâu nha. Xin mời chàng trai. Bạn bên kia tên Trang, làm nội thất y tế, 22 tuổi. Còn bạn? Dạ, em tên là Trần Quốc Toàn. Trần Quốc Toàn hay Trần Quốc Toản? Dạ, Toàn. Dạ. Năm nay em 23 tuổi. Dạ. Làm gì? Dạ, hiện tại em là nhân viên giao nhận hàng của công ty của phần thương nghiệp Cà Mau. Hình như bạn hơi rung đúng không? Dạ. Rung quá hai tay cái gì? Bẻ hồi gãy hết trên cái tay luôn. Bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh hay đến từ đâu? Dạ, em đến từ Cà Mau. Cà Mau luôn? Dạ. Cà Mau xa xôi. Giờ trước đây em đã có bạn trai chưa? Tính đến thời điểm hiện tại thì em đã chính thức quen một người. Quen một người? Tương tư hai người. Hả? Quen một người và đã tương tư hai người. Dạ. Hy vọng là bạn sẽ tìm được một nửa của mình trong chương trình ngày hôm nay. Dạ. Bạn bên kia tương tư hai mối tình rồi, bạn có tương tư ai chưa?
Dạ chưa. Chưa. Có mối tình nào chưa? Dạ một. Một mối tình. Dạ. Và cuối cùng bạn thất tình hay bạn nữ kia thất tình? Dạ hình như là em. Em thất tình. Dạ. Lý do? Chắc có lẽ là cái nhược điểm của em á là ít nói hay gục ghè trước đám đông. Hơi gì? Gục ghè. Gục ghè là ghè. Sao? Gung. Cái gì hiện tại? Gung là con cá gô bỏ vô gỗ á. À bắt cá gô bỏ gỗ vậy gục ghè. Dạ. Giống như hiện tại đang bây giờ cũng đang gung. Cũng gung quá hả? Trang nè, em chị thấy bên ngoài em là một cô gái rất là đầm thắm, thùy mị. Thế thì em mong muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Em cũng không hiền đến mức vậy đâu. Tức là em thường thì cũng thích nổi loạn và đôi khi là hơi cá tính một xíu. Nổi loạn sao em? Em ví dụ nổi loạn sao? Dạ, ví dụ như lúc bé thì em đã từng đánh con trai rồi đó chị. Trời ơi, lúc bé đã từng đánh con trai. Một cô gái mỏng manh, nhỏ nhẹ, một giọng nói thấm thoát rất là mong manh mà đã từng đánh con trai. Sắp tới chuẩn bị đánh thằng nữa. Rồi ngoài ra, vậy thì bây giờ em mong muốn là bạn trai của em là người như thế nào? Em nghĩ một hình tượng cho em thì sẽ là một người chững chạc. Chững chạc. Có suy nghĩ và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Còn ngoại hình, em có mong muốn ngoại hình như thế nào không? Dạ, tất nhiên là phải cao hơn em. Cao hơn em? Dạ, đô con một xíu thì cũng được. Bên đó có đô con thôi, Linh, bên đây muốn cao và đô con. Thấy cũng đô, cũng cao đó. Tôi xin hỏi bạn nữ nói như vậy thì bạn có lo không? Dạ, cũng nghe đánh cũng hơi gùng. Hơi gùng nữa. Hơi gùng nữa. Gùng. Ví dụ như bây giờ bạn lấy một người vợ về suốt ngày đánh đập bạn thì bạn, mặc dù bạn rất yêu thương người đó, bạn có chịu đựng nổi không? Cái đó cũng hên xui. Không hên xui mà ta quyết định luôn. Tức là bạn rất yêu thương người vợ của mình, nhưng người vợ mình lâu lâu cứ nắm đầu đánh lần, lâu nắm đầu đánh lần. Nhưng mà cái này đôi khi mình phải men lắm chứ. Phải men lên hả? Đừng có nói nắm đầu đánh lại nha trời. Không có đâu, bạn qua đây nhút nhát đó tôi biết. Giờ còn cung mà. Cung lắm hả? Tiêu chí của bạn khi chọn bạn gái là thế nào về ngoại hình, về tính cách? Nói chung là ngoại hình á thì em ưa dễ nhìn thôi. Ưa gì? Dễ nhìn. Dễ nhìn. Dạ. Có nghĩa là không cần phải đẹp, tại vì em bề ngoài em cũng bình thường. Nhìn một nửa nhìn được, nửa nhìn không được không? Được không? Không hả? Sao bạn nói dễ nhìn? Dễ nhìn nghĩa là mình phải nhìn. Nhìn hai con. Hai con nó đồng đều. Rồi, ngoại hình thì sao? Tại vì cũng không cần phải cao phép, khoảng 1m60 thôi. Tóc dài. Cao mà cỡ 1m60 thôi. 60 tại vì bạn cũng hơi cao đúng không? Dạ. Trang nè, bình thường thì trong cuộc sống ngoài những lúc công việc thì những lúc mà vui buồn thì em làm gì sở thích của em? Những lúc em buồn thì em sẽ làm gì? Bình thường mà em rất là thích cà phê. Cà phê một mình hay là với bạn bè? Đa phần là một mình. Anh ơi. Hả? Ở bên kia thì khi vui buồn sẽ làm gì? Lúc bạn buồn phải làm gì? Dạ, nhậu. Trời đất ơi. Cái gì? Nhậu. Nhậu. Lúc vui làm gì? Nhậu luôn. Cũng nhậu. Em có thích một người bạn trai của mình nhậu không? Em nghĩ là tốt nhất đừng biến nó thành thói quen của mình là được. Có nghĩa là nhậu chút đỉnh vẫn là được đúng không? Mà bên đây quen rồi phải không? Bên đó là buồn mới nhậu, nhưng mà một tuần buồn 6 ngày. Bên đây quen rồi đó. Khó lắm chị ơi. Tôi nghĩ rằng bạn nên giảm cái chuyện đó đi. Bởi vì nhậu ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều ha. Anh Linh ơi, em tò mò á, em muốn coi cái gương mặt một tuần mà nhậu 6 ngày, một tuần mà buồn 6 ngày buồn, một ngày vui, ngày vui có nhậu không em? Vậy là coi như buồn vui gì là cô lẫn vui, lộn buồn, là điều nhậu hết. Coi như tuần quốc đủ 7 ngày. Trời đất ơi, thì cái mặt này giống chai rượu lắm đây nè. Rượu gì đây? Rượu ngoại hay là rượu Việt Nam? Rượu đế vậy. Rượu đế hay đúng rồi. Thích miền Tây mà. Rượu đế. Đồ nặng quá. Rượu đế là mồi là cái gì? Con cá rô hả? Thường xứ em của em là tôm với cua. Trời ơi, nhậu sang quá. Cái này nhậu được. Cái này là coi như là có tiền, nhậu có tiền chứ không phải nổi nhậu. Trời ơi, rượu con nhậu với con cá rô bỏ vô gỗ chết luôn. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Hiểu. Hèn chi ế tới giờ. Ông đừng có nên nhậu nhiều, anh nói rồi không? Nhậu nhiều nó gung. Nó gung.
Chắc bữa nay nó thiếu rồi đó. Chắc chiều giờ, sáng giờ thiếu. Trời đất ơi. Không có được em ơi, giảm cái này nha. Anh đề nghị em nha. Đừng có nhậu nữa. Được. Rồi để coi coi bạn bên đây sao. Rất là duyên dáng, rất là khả ái. Ví dụ nhậu mà mất nhiều điểm lắm á. Chà anh. Quá tuyệt. Không có đề gì để bàn cãi nữa. Kia bỏ nhậu đi. Không tôi bỏ nhậu không được bỏ đâu. Nhậu đúng hơn. Rồi anh sẽ không diễn tả để bạn gặp bạn sẽ bất ngờ hơn. Chúng ta kéo màn lên. Và sẽ có 2 phút để chúng ta trò chuyện trực tiếp với nhau. 2 phút bắt đầu. Dạ chưa anh. Em thấy anh nhậu nhiều vậy em có sợ không? Dạ, cũng ghê đó. Cũng ghê đó. Anh có hút thuốc không ạ? Không. Hút nữa trốn luôn à. Nói tiếp luôn. Hỏi là bạn coi bạn nữ có uống rượu không? Bạn á thường hay uống rượu. Dạ em nhớ là hồi nhỏ thì có nhưng mà giờ lớn thì hết rồi. Trời ơi, hồi nhỏ có hả? Dạ tại vì em là người Bình Định cho nên là ở em rất là nổi tiếng rượu bầu đá. Rượu bầu đá. Trời ơi, hay quá. Cái này lấy nhau chắc suốt ngày xỉn quá. Thôi hết giờ, 2 phút đã hết rồi các bạn ơi. Và bây giờ thời khắc quan trọng nhất sẽ đến. Các bạn hãy đặt tay phía sau lưng ghế của mình. Nếu các bạn đồng ý hẹn hò với nhau thì hãy nhấn nút. Còn nếu như các bạn không nhấn nút có nghĩa là các bạn không đồng ý hẹn hò. 3 tiếng đếm sẽ bắt đầu. 3 2 1 Hết giờ. Rồi, thấy chưa, tôi nói rồi, bỏ nhậu đi. Nhậu làm chi mà một ngày, mà nhậu một tuần, mà nhậu 7 ngày thì ai mà chịu nổi. Có phải lý do nhậu mà bạn nữ không đồng ý hẹn hò với bạn nam hay không? Vậy cũng không hẳn, tại vì như mọi người biết là em cũng là người Bình Định cho nên là em cũng có biết uống rượu. Nhưng mà vấn đề là mình không có bắt gặp một cảm xúc gì đó cho nên là có thể là... Không có gặp được cái cú sát ái tình đúng không, em? Chưa có cảm xúc từ bạn nam. Bạn nghĩ điều đó đúng không? Chắc cũng có thể. Chắc là lý do. Lý do? Bạn thấy thế nào? Có buồn không khi bạn nữ từ chối bạn? Chắc là cũng bình thường đó anh. Tại vì nói chung là quan trọng là cái duyên nợ của mình thôi. Có bao nhiêu người từ chối bạn như vậy rồi? Hình như người này người thứ hai. Người này người thứ hai. Không, em muốn là người đầu tiên nhưng mà... Và tôi nghĩ rằng một cái khuyết điểm của bạn, bạn nói tuy rằng nó hơi nhỏ nhưng thực sự nó lớn đấy. Chúng ta phải... suy nghĩ rằng nhậu có ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Ảnh hưởng đến đầu óc của chúng ta nữa anh à. Chúng ta sẽ bớt cái chuyện đó đi ha. Để tập trung vào công việc là chính, lâu lâu vui chút xíu thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã tham gia cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ các bạn cũng sẽ có được một cơ hội may mắn.